về kỹ thuật ngoài mong muốn, và bây giờ chúng tôi xin được mời các bạn trở lại trường quay. Như các bạn đang theo dõi trên diễn đàn và những số phát sóng trước mà chúng tôi đã thông báo, thì ban tổ chức chúng tôi đang kêu gọi sự đóng góp và tài trợ bằng cách là sở hữu một chiếc cúp lưu niệm. Những chiếc cúp mà chúng tôi đang giữ được thiết kế với số lượng chỉ có 20 chiếc sẽ dành cho người sở hữu nhanh nhất và sớm nhất. Chiếc cúp Pale AOE Game TV Nano 2011 với mức khởi điểm là 1 triệu đồng. Chiếc cúp được thiết kế theo ý tưởng ngọn lửa khơi dậy niềm đam mê, và trong những số tiếp theo chúng tôi sẽ bật mí với các bạn những hình ảnh đầu tiên của chiếc cúp. Wow, vậy thì với tư cách là một người hâm mộ thì mình đang rất nóng lòng để muốn chung sức cùng với ban tổ chức để tổ chức giải đấu. Vậy thì bây giờ mình sẽ ủng hộ bằng cách nào? Điều đó thì đơn giản thôi. Các bạn hãy liên hệ trực tuyến theo hai địa chỉ sau. Thứ nhất, bạn có thể gửi thông tin và các nguyện vọng cần thiết vào địa chỉ email aoe@gtv.com.vn, hoặc các bạn có thể đăng ký trực tuyến tại forum game tại diễn đàn forum.gametv.vn trong topic được phát sóng trực tiếp. Rất đơn giản. Thế nhưng mà mình đang có một băn khoăn, đó là với những người mà không có nhiều thời gian để check mail hay là tham gia vào diễn đàn thì mọi người sẽ ủng hộ bằng cách nào nhỉ? Điều đó thì Thanh Huyền không cần phải lo lắng, mà bạn hãy có thể nhấc ngay điện thoại của mình lên và gọi theo số hotline của chương trình 0985715359. Chúng tôi luôn luôn chờ đón sự luôn luôn sẽ nhận đón sự kết nối từ phía các bạn và các đóng góp của các bạn. Với mỗi chiếc cúp mà các bạn sở hữu thì các bạn sẽ trở thành khách mời đặc biệt của chúng tôi trong đêm chung kết giải đấu AOE Game TV Lenovo 2011, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 tại nhà hát Tuổi Trẻ số 11 Ngô Thị Nhậm, và sẽ cùng với ban tổ chức đi đón đoàn 16 game thủ hàng đầu Trung Quốc sẽ sang Việt Nam tham dự giải lần này. Và đối với các tổ chức và doanh nghiệp thì những quyền lợi của các bạn sẽ được đảm bảo theo đúng quy định. Mọi đóng góp và phản hồi của các bạn là sự động viên khích lệ tinh thần theo những người đối với những người làm chương trình và góp phần tạo nên một giải đấu hoành tráng và thành công. Chúng tôi luôn luôn mong chờ và sẵn sàng đón nhận mọi sự phản hồi và đóng góp của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.